Theo đại diện các ban quản lý cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, hoạt động biên mậu vẫn diễn ra nhộn nhịp và sôi động. Theo đại diện trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, lưu lượng khách xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tăng đột biến, đặc biệt là khách xuất cảnh. Trong dịp nghỉ lễ, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa tại 4 cửa khẩu, gồm cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, cửa khẩu Song Phương Chi Ma, cửa khẩu ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng và cửa khẩu phụ Tân Thanh. Các lực lượng chức năng khu vực cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng các phương án về nhân lực, trang thiết bị máy móc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho xuất nhập khẩu hàng hóa cũng như xuất nhập cảnh qua địa bàn.